Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai vì thấy em xinh tỏ tình là chính, còn anh đây không giống bọn nó vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Và nếu em là công chúa bước ra từ xứ sở thần tiên, thì anh sẽ là hoàng tử đến bên em để thấy bình yên. Chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa xinh hơn lọ lem, để hoàng tử bị mất trái tim và người đang giữ đây chính là em. Làm sao để thấy em cười nhờ, hoa hồng hay là điểm 10 nhờ? Còn anh khi nào vui cười à, là khi hai ta về một nhà. Phải làm sao để em thấy nhớ những thứ tình cảm anh dành cho em? Không gì ấm áp như giọng anh nói, thì để anh nói lại cho anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ qua ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Cô phù thủy nhỏ trong cổ tích nàng tiên cá, thì anh sẽ tặng em trọn trái tim mà không cần đổi gì cả. Phận con trai 12 bến nước sóng gió, nó phủ hết cả đời trai. Nhưng một khi nhà đã có nóc thì dù hoàng tử cũng không thể cãi. Em ơi, em có thể tìm ra được câu chuyện cổ tích nào khác hai ta? Có lẽ định mệnh nó đã sắp đặt từ khi hai ta đã được sinh ra. Chắc là không một ai cản được chuyện cô tiên có được điều ước, và nếu như anh có điều ước thì điều anh ước là có em trước đó nha. Yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không